tôi ý định làm cây để chơi thôi. Thế là cứ làm dần thôi, mỗi lúc một chút là chút. Từ thời các bác, bố mẹ, sau đến là chúng tôi làm lại cây đào, cấu tạo hoàn toàn từ đá tự nhiên. Bông hoa của cây đào thì là chúng tôi làm từ đá thạch anh, casidon và vật liệu chính là ruby mắt tôm Lục Yên. Gốc cây to là từ một tảng casidon lớn ghép với tảng casidon nhỏ. Lớp vỏ của thân cây đấy chúng tôi ghép hoàn toàn bằng những mảnh mã não. Ruby thì mình tạo ở trên các cánh hoa. Vào thời điểm này thì mình định giá là 500 triệu. Nhà mình tưới nước để mục đích là làm cho cái cây đào này sạch sẽ hơn, đẹp hơn. Thân cây thì phải làm nào cho nó vững chắc nhưng lại đem lại cái kết cấu, cái dáng để làm sao mà khi mình ghép các cành với cái thân cây để nó bền vững thì tính toán rất lâu. Khi ghép thì phải tính toán xem trong một bông hoa này bao nhiêu cái mảnh đá nó giống nhau, tương xứng với nhau. Phần bên trong nó rắc cái gì cho nó có chiều sâu, cho nó có một độ phối màu. Mỗi một hội chợ là có rất là nhiều người đến chiêm ngưỡng và có những người sờ vào cây đào, người ta lung cây đào, thậm chí là đã từng bẻ cây đào của mình. Chưa bao giờ dám nói gì khách hàng cả mà chỉ là chờ cơ hội vận chuyển về và xử lý lại.